Giới thiệu cái đàn Masaru Matano, cái đàn của Nhật. Cái đàn này ngoại hình nó cũng khoảng 90%. Những cái đàn này mang cái tính sưu tầm cao ha. Cái đàn này sản xuất năm 1977. Cái đàn này thị trường thì tùy theo cái ngoại hình, mới cũ không thể nào mà nói như mới được. Những cái cây như vậy đó, nó vừa vô cái độ xin của đàn. Cái đàn này thì khóa còn tương đối ok, ngoại hình nó khoảng 90%, một cái vết, một vài vết theo năm tháng thôi, theo năm tháng. Cái đàn này là cái voice 500. Như cái tay mà đang còn tiếng nó khá là thanh. Thị trường nó nằm ở giá từ khoảng 7 triệu đến khoảng 15 triệu tùy theo shop. Cái này riêng ở shop mình thì bán ra 8 triệu anh em ha. Đây. Nó có khay cứng theo đàn. Rồi, xin mình có ship toàn quốc, anh em cọc khoảng 500, sau đó ship code.